Là một bác sĩ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì theo bác sĩ, những người nào nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực ạ? Nói chung là đa số là ở nơi cơ sở của tụi mình và ở trong bệnh viện thì những phụ nữ sau sanh đều có nhu cầu là làm đẹp về cái vòng một. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi sinh con thì cái hình dáng cơ thể nó thay đổi, không còn đẹp nữa. Và tất cả mọi người phụ nữ đều mong muốn là mình sẽ cải thiện cái vòng một của mình sau khi sinh con. Đó. Cái thứ hai nữa là những cái bạn trẻ mà có cái vòng một mình nhỏ bẩm sinh thì các bạn cảm thấy tự ti về cái hình dáng cơ thể của mình thì các bạn cũng thường đi tới để tư vấn, tham khảo để đặt cải thiện vòng một. Và cái đối tượng mà cũng khá quan trọng là cái đối tượng sau những cái bệnh lý về ngực, chẳng hạn như là ung thư ngực chẳng hạn, thì những cái đối tượng đó thì cắt bỏ đi ngực thì sau cái phẫu thuật đó thì họ cảm thấy rất mặc cảm và stress trong cuộc sống, và họ muốn cải thiện lại cái vóc dáng, đặt lại cái phục hồi lại cái vòng một để lấy lại tự tin sau cái thời gian điều trị bệnh. Như bác sĩ vừa chia sẻ, đó là cái những trường hợp mình nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực. Còn những trường hợp nào mình không nên thực hiện phẫu thuật này thưa bác? Sẽ là những cái trường hợp mà không nên phẫu thuật bao gồm cũng khá rộng, chẳng hạn như những người có bệnh lý về tim mạch nè, những người có bệnh lý về tiểu đường, cao huyết áp, những người bệnh lý về phổi hay là những cái bệnh lý về thận chẳng hạn, kể cả những cái bệnh lý về miễn dịch cũng nên cân nhắc. Đấy, thì hoặc là những người mà có cơ địa dị ứng, chẳng hạn như khi mà bạn muốn đặt cái túi ngực vào thì nó là một cái chất liệu ngoại lai đặt vào cơ thể thì nó có khả năng dị ứng. Chẳng hạn như bạn có cái cơ địa dị ứng về silicon thì cũng hạn chế, không được phép đặt cái đó. Như bác sĩ chia sẻ đó là hai trường hợp. Còn đối với độ tuổi thì theo bác sĩ nghĩ như thế nào ạ? Độ tuổi thì đối với những cái bạn trẻ mà còn lệ thuộc vào gia đình, chưa lập gia đình thì cũng nên hỏi ý kiến của người nhà trong gia đình nhé. Hoặc là những cái bạn mà đã có gia đình thì cũng nên bàn thảo cái việc mà cải thiện vòng một với lại chồng của mình. Tại vì đôi khi mình làm đẹp để tạo niềm vui cho cuộc sống của mình, cho gia đình mình, nhưng mà khi mà làm đẹp về thì lại hai vợ chồng lại gây gổ nhau, hoặc là cảm thấy là không vui, thì cái đó là nó sẽ không đạt được cái mục đích làm đẹp của chính mình.